Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm menon Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Domanon cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Methylprednisolone Dạng bào chế Viên nén Công dụng Điều trị viêm khớp, thấp khớp Trong điều trị ung thư, leukemia cấp tính, u lympho, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt Bất thường chức năng vỏ thượng thận Viêm da dị ứng, viêm đường hô hấp dị ứng, bệnh về máu. Lupus ban đỏ, hen phế quản, viêm loét đại tràng, thiếu máu tan máu, giảm bạch cầu hạt. Bệnh dị ứng nặng bao gồm phản vệ. Cách dùng Bệnh sơ cứng giải rác 160mg mỗi ngày, dùng 1 tuần, tiếp theo 64mg, 2 ngày một lần, dùng 1 tháng. Viêm khớp dạng thấp, liều bắt đầu 4-6mg mỗi ngày. Đợt cấp tính, 16 đến 32 mg mỗi ngày, sau đó giảm dần nhanh. Bệnh thấp nặng, 0,8 mg trên 1 kg mỗi ngày chia thành liều nhỏ, sau đó dùng một liều duy nhất hàng ngày. Cơn hen cấp tính, 32 đến 48 mg mỗi ngày, trong 5 ngày, khi khỏi cơn cấp, methylprednisolone được giảm dần nhanh. Viêm loét đại tràng mãn tính, bệnh nhẹ, thu giữ 80 mg, đợt cấp nặng, uống 8 đến 24 mg mỗi ngày hội chứng thận hư nguyên phát bắt đầu 0,8 đến 1,6 mg trên 1 kg trong 6 tuần, sau đó giảm liều trong 6 đến 8 tuần. Thiếu máu tan huyết do miễn dịch, uống 64 mg mỗi ngày trong 3 ngày, phải điều trị ít nhất trong 6 đến 8 tuần. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với thành phần thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Tránh dùng ở phụ nữ có thai và bà mẹ đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho người lái xe và vận hành máy móc. tương tác. thuốc trị đái tháo đường. nhà sản xuất công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco. hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm domenon đồng thời biết cách sử dụng đo menon sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.